비추고 Hải Phòng. Con gái Hải Phòng mang nét đài cát xen lẫn chút hiện đại. Giữa một rừng người đẹp, những cô gái Hải Phòng vẫn toát lên nét cuốn hút riêng bằng sự quyến rũ, thông minh và sắc sảo. Hải Phòng đẹp nhất là con gái Thủy Nguyên với làn da trắng sứ ngọt ngào. Tây Bắc. Con gái Tây Bắc mang vẻ đẹp cuốn hút, dáng người cân đối là một trong những ưu điểm mà nhiều phụ nữ vùng khác hiếm có được. Những người lần đầu đến đây còn không tiếc lời khen tặng cho những bông hoa giữa chốn núi rừng này. Quảng Ninh. Nói đến vùng đất sản sinh ra những cô gái đẹp sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Quảng Ninh. Dẫu sống ở vùng duyên hải Đông Bắc Bộ, nổi tiếng là mỏ than lớn của cả nước, nhưng con gái Quảng Ninh lại sở hữu làn da trắng ngần. Đặc biệt, những cô gái đất Phật Yên Tử, thôn Năm Mẫu được mệnh danh là thôn cung nữ, được vua chúa ưu ái vì vẻ đẹp đoan trang, đài cát. Đà Lạt. Thừa hưởng một khí hậu ôn hòa, dịu mát quanh năm, nên vẻ đẹp ngọt ngào của con gái Đà Lạt làm say lòng bao du khách cũng chẳng còn là điều khó hiểu. Đà Lạt vốn dĩ đã mộng mơ, mỗi khung cảnh, mỗi thời khắc đều lãng mạn, thì việc bất ngờ bắt gặp nụ cười tỏa nắng, má đỏ hay hay của thiếu nữ Đà Lạt ẩn sau chiếc khăn len đã đủ khiến nhiều anh chàng say cảnh lẫn say tình. Mường Lè, Thanh Hóa. Con gái Thái, Mường Lè, Thanh Hóa từ xưa đến nay đều mang vẻ đẹp sắc sảo mặn mà. Không chỉ trai làng lân cận luôn lăm le bắt vợ mà cả ông Hổ, chú tể Sơn Lâm cũng bày trò rình rập. Tương truyền cách đây khoảng trăm năm, vào một buổi sáng, một người con gái có vẻ đẹp mặn mà đang ngồi dưới chân nhà sàn chải tóc, thì bỗng đâu từ xa có một chú hổ tiến nhanh lại rồi vồ lấy cô gái bỏ đi. Dân làng nhiều lần vào rừng tìm kiếm trong vô vọng, thì mãi về sau mới nhận được tin cô gái ấy vẫn sống khỏe mạnh, nhưng vì hổ yêu mến tài sắc nên không cho trở về. Mường So, Phong Thổ, Lai Châu. Nơi hoa ban nở thành người con gái Thái, nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã từng thốt lên những vần thơ khi bất ngờ bắt gặp hình bóng dịu dàng, e ấp của những cô gái nơi đây. Vẻ đẹp của con gái Thái Mường So còn được truyền nhau qua sự tích cổ. Ngày trước có nàng Hanh, trắng đẹp như hoa, chớm nở trong ánh sương mai. Nàng Hanh xuất thân trong một gia đình người Thái nghèo ở Chiền Sa, nay là xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Về sau, nàng cải nam trang, đứng lên kêu gọi bản làng diệt giặc xâm lược. Sau khi thắng trận trở về, nàng tắm gội ở mó nước Tây An, xã Mường So, rồi bay về trời. Huế. Con gái xứ Huế gắn liền với hình ảnh tà áo dài tím, giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, đã dần trở thành một đặc trưng, một biểu tượng của vùng đất này. Là vùng đất cố đô, cung đình, nên nét đoan trang, từ tốn, nhã nhặn đã ăn sâu vào lối sống. Và minh chứng cho điều này là nếu có dịp ngang qua Quốc học Huế, không ít người phải xuyến xao khi bắt gặp hình ảnh những cô nữ sinh dịu dàng trong tà áo dài. Nha Mân, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Người xưa tương truyền câu nói, gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân, để ca ngợi vẻ đẹp nổi trội của phụ nữ nơi đây. Đến nay vùng đất này còn truyền nhau giai thoại, vua Nguyễn Ánh bị triều Tây Sơn truy đuổi khi đi ngang qua vùng đất này. Để thuyền đỡ công kềnh đã bỏ lại đây hàng trăm cung tần mỹ nữ. Về sau, những gia nhân này kết hôn và sinh con rồi tiếp tục duy trì vẻ đẹp qua nhiều đời sau. Hà Nội. Từ hàng thế kỷ trước, gái Hà Thành đã đẹp nước tiếng gần xa. Vẻ đài cát thanh tao trang nhã, lối ứng xử tinh tế đã làm xui lòng biết bao người. Thậm chí thiếu nữ Hà Nội còn là nguồn cảm hứng dồi dào để đi vào những tác phẩm văn thơ nhạc họa nổi tiếng. Tuyên Quang. Đứng đầu bảng xếp hạng không thể không kể đến cô gái Tuyên Quang. Người xưa có câu, chè thái gái Tuyên, để chỉ những cô gái thanh tao, làn da trắng ngần, vẻ đẹp thanh thoát đầy thu hút. Thậm chí nhiều du khách còn truyền nhau, một lần đến đây sẽ say đến quên đường về. Celia, Ý.
Vào tháng 8 năm 2015, thị trưởng thị trấn Celia nằm ở phía nam nước Ý đã ra sắc lệnh rằng người dân không được phép đổ bệnh. Với dân số chỉ vỏn vẹn 537 người, phần lớn đã trên 65 tuổi, thị trấn có thể sẽ lụi tàn theo nếu người dân chẳng may qua đời. Vì thế, lệnh cấm này dù có vẻ không khả thi, nhưng nó thật ra nhằm khuyến khích mọi người sống khỏe mạnh và chăm sóc cho sức khỏe của mình. Bất cứ ai không đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm sẽ bị phạt nặng. Cognos, Pháp. Năm 2007, thành phố Cognos chỉ có 2 nghĩa địa với tổng số chỗ trống còn lại là 17 chỗ. Thật không may vì ở đây mực nước ngầm có thể dâng lên khá cao. Mảnh đất duy nhất có khả năng sử dụng để cơi nới diện tích bãi nghĩa trang là tại một doanh trại quân đội ngoài trời ở gần đấy. Khi chính quyền ra quyết định cấm không cho thị trấn chôn người chết ở đó, thị trưởng Philip Goering đã tuyên bố chết là bất hợp pháp đối với bất cứ ai chưa có giấy phép được mai táng ở địa điểm mới. Sapporens. Cũng giống như trường hợp của Cognos, vào năm 2008, khu nghĩa trang quá đông đúc của Sapporens đã khiến thị trưởng của thị trấn nhỏ bé với 260 cư dân nằm tại miền Tây Nam nước Pháp ra lệnh cấm không cho bất cứ ai được phép qua đời. Theo đúng sắc lệnh đã ra thì người vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Dù vậy, chính ngài thị trưởng đã đi ngược lại quy định chính mình đề ra khi ông đã qua đời cuối năm ngoái ở tuổi 70. Curitiba, Brazil. Vào năm 2005, đối mặt với tình trạng thiếu chỗ chôn ở nghĩa địa địa phương, thị trưởng của Curitiba, thành phố cung cấp một lượng lớn rau và hoa quả cho São Paulo, Brazil, đã ban lệnh cấm không ai được chết. Phương pháp hỏa táng không được sự đồng tình bởi nhà thờ Thiên Chúa và nơi đây cũng không còn chỗ chôn hay hầm mộ còn trống. Thị trấn cũng không thể mở rộng diện tích nghĩa trang vì một bộ luật được đưa ra vào năm 2003 liên quan đến các khu vực có mực nước ngầm cao hoặc khu bảo tồn đặc biệt. May mắn thay, vào năm 2010, một nghĩa trang mới đã được mở ra và tạm thời mọi người đã có thể được phép chết như bình thường. Lantaron, Tây Ban Nha. Vào năm 1999, ngài thị trưởng của thành phố Lantaron nằm ở phía nam Tây Ban Nha cũng phải đau đầu vì vấn đề quá tải ở nghĩa trang trong vùng. Để giải quyết, ông đã cấm người dân của mình không được chết cho đến khi chính quyền sở tại có thể tìm ra địa điểm mới để lập nghĩa trang. Một sắc lệnh được ban hành yêu cầu người dân phải chăm sóc sức khỏe ở mức tối đa để không được chết cho đến khi chính quyền thành phố có thể tiến hành những bước cần thiết để sở hữu khu đất mới dành cho những người đã khuất có thể yên nghỉ. Falciano del Masco, Ý. Thị trấn Falciano del Masco với dân số khoảng 3.700 người nằm bên ngoài thành phố Naples, Ý, đã quyết định chết là bất hợp pháp vào năm 2012 nhằm khiêu khích thị trấn cạnh đó, nơi đã cho người dân của Falciano mượn chỗ trong nghĩa trang của họ nhưng lại tính phí cao hơn bình thường. Kể từ đó, đã có hai người dân không may phá luật mà qua đời. Falciano del Masco từ trước tới nay không có nghĩa trang của riêng mình và cho đến tận năm 2014, thị trấn vẫn phải cố gắng đấu tranh để có được một nghĩa trang mới. Longyearbyen, Na Uy. Thị trấn băng giá với khoảng 2.000 người này được coi là nơi định cư xa xôi nhất về phương Bắc của thế giới, vốn là một thị trấn khai thác mỏ. Vào năm 1950, sau khi nhận ra rằng các tử thi chôn trong nghĩa địa của thị trấn không thể phân hủy được, chính quyền đã ngừng cho phép việc chôn người đã khuất. Những xác người nằm bên dưới lớp băng vĩnh cửu đã được bảo quản nguyên vẹn, đến nỗi virus gây dịch cúm Tây Ban Nha chết chóc vào năm 1918 vẫn còn có thể được tìm thấy trên người các nạn nhân xấu số được chôn tại đây. Thậm chí, thị trấn còn cho phép các nhà khoa học đến đây nghiên cứu loại virus này. Chính vì những phúc lợi y tế của Na Uy không đến được thị trấn, nếu người dân quá già yếu hoặc bị bệnh, họ phải đến nơi khác để yên nghỉ. Goodbye, bye bye,
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.